Bông không lại bông này bông mẫu đơn. Bao nhiêu tuổi vậy chị? 57. Hay mà chị 57 tuổi. 57 hả? 27 hả? 57 hôm nay diện áo đẹp ha. Áo đây. Đã đi chưa? Dạ. Chưa đứng chung luôn với em không đi chứ. Rồi vô đi. Vô đi không? Ngay Thảo. Thôi anh Quốc với chị Hà vô trước. Anh Quốc với chị Hà vô trước rồi mới được vô sau. Lấy nãy ghế đi Thảo ơi. Tại em có kiếm đen vô không? Con mắt kiếm đen nó che được sự thật phủ phàng. Còn không nhắm mắt cũng được chị. Vậy thôi mình vô luôn. Vô đi. Sài Gòn mình cũng chờ mơ. Tôi làm cái đây nè. Rồi vô. Chị Thảo, chị Thúy. Vô đi. Rồi, thả vô luôn đi. Cô ngồi cho anh, cô ngồi đi. Rồi, sao đứng là sao đứng là đứng. Quốc ngồi cạnh thứ hai đi. Còn anh em là quý Thảo. Bấm quý. Quốc ngồi đi. Rồi, Quốc ngồi đi. Rồi, mình hát tới rồi. Mình hát đi, tắt đi, tắt đi. Rồi, chị ngồi đi. Rồi, tắt đi quý. Rồi quý là sao? Tắt đi. Quý. Dạ. Rồi. Quý là sao? Rồi. Sống lật xuống đây ngồi. Ngồi đi. Ngồi sao mà nhạc cái hát gì ta? Nhạc quý nói không hay. Xong chưa hát. Mình vừa hát vô đây, đúng không? Rồi. Xong chưa? 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Quý sư gì ước chị Nga về Việt Nam chúng mình phải là sao? Ông gì mua nước bây giờ mua vé bay đi. Cái đó là 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 nhờ anh Quốc cho nên chị mới được lớn hơn 1 tuổi đó. Anh Quốc rồi đó. Già như nhờ anh Quốc đó.